ban đời mình với hai nhóc đi câu cá. Ở bên này có cá mình kiếm gì mình nấu cơm ăn cả nhà ăn sáng. Không. Ngồi sau lưng, ngồi sau lưng đợi. Sẽ đánh á. Ừ. Ngồi ngồi đó đó. Ngồi hai thằng ngồi xuống đi. À, bây giờ câu cá không có rồi, ngủ bạn đời mình vô chơi trò chơi với hàng nhóc rồi, chơi trò chơi bún rửa tay. Bữa nay mình quay cảnh hai thằng nhóc rồi chơi đặt bầu cua có cọp với bún đây, bún là bún lỗ mũi. Tôm. Mọi người dán màu à. Màu nè. Thôi chơi dán chơi. Được nhiều dán gỡ cho cái chơi cho gỡ. Bún năm cái. Năm cái bún lỗ mũi phải không? Phát một cái. Phát bún lỗ tai phải không? Lỗ tai nhiêu? Tai bốn cái à. Một cái phải không? Lỗ mũi phải không? Lỗ tai hả? Tai bốn cái, tai bốn cái. Vô. Bao bao, có bao. Có bao. Chưa. Rồi chưa? Rồi, thằng này. Là bún. Cái này hai con bầu rồi. Mạnh mẽ lên ra, không khóc nha. Hai con bầu à. Mười cái. Rồi bún. Không khóc nha. Không có khóc đâu. Đi mà nó không khóc trời. Dạ. Nghĩ rồi. Sáu, bảy. Đúng gì đâu, cái chục cái gì. I love you. I warned you. Cái gì trời? Hai con bầu. Sáu, bảy. Tám, chín, mười. Bút gì lên cái trời. Đem tiền cắt đi. Đặt cơm đi. Đem tiền cắt đi. Đặt cơm phải đặt gì? Để hồi ốc eo à. Cho bún miệng này, bún ngay cái miệng, bún ngỏ. Đặt đây. Bún ngỏ đi. Ừ. Ờ bún mỏ. Mà đặt con gì? Con không dịch đi. Con đặt con bò. Đây. Đặt con bò mà có con dịch đi chưa? Không có. Con nào đâu? Con nào nè? Chân cá. Thằng nào? Mà đặt đâu thiệt chứ trời. Con bò, bò. Tôm. Bò, bò, bò. Bún nhẹ anh đợi. Bún mấy cái, bún hết gà luôn. Hả? Bún hết gà luôn. Ok, bún 6. Khoan là cái gì? 6 cái, 6 cái. Rồi. Tôm 11 cái. 11 cái. Chết rồi, chết rồi. 11 cái luôn rồi, thấy lũ tay. 6 cái nè, 6 cái nè. 6 cái. Chắc cái bún miệng phải không? 6 cái phải không? Bún miệng, bún miệng. Khoan. Bún miệng. Mấy cái? Bún miệng đây. Mấy cái? Mấy cái? 1 cái nè. Mấy cây không nói là được. Biết là 12 cái nãy đặt nè. Thế là có 11 nè. Ờ 11 cái. Mấy? 11. Thì con lắc à, nhanh lên nè. 11 phát ra. Bạn còn tôm. Nhiều cái? 14. Được được. Được ngoài em rồi. Ừ. Chị thằng. Đây đây. Bầu nè. 6 cái nè. Đây 11 phải không? Chết rồi. Xưng lỗ tai. Có bầu. Có bún bầu nóc ao bún này bún này bún 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 Yeah.
Xưng mỏ luôn rồi. Xưng mỏ luôn. Đưa lô tai đây. Cái gì? Cho thiếu đi, thôi cho thiếu đi. Thiếu uống sao uống, cho thiếu đi. Nó nợ cho thiếu đi. Nè, con bầu 10 cái. 10 cái. Con 5, tôm. 6 cái à. Con cái, 10 cái. Con tôm. Cho nợ lại đó. Bún gì? Thì bún mỏ. Ừ, phái mỏ rồi. Giờ bún, giờ phái bún gì? Bún cháy, bún cháy. Ừ, bún cháy. Bún cháy, cho này cha. Rồi. Đợi trước thì vậy. Trước thì vậy. Con gì, con gì? À, con bầu. Ừ. Thì con tôm này, có 13 cái. Đổi con khác đi, đổi con khác đi. Đặt đổi con khác đi. Thôi, gì đổi con cô. Đâu khác đi. Cua hoàng đế gì? Cua hoàng đế. Cua bầu. Dạ nghe. Cua hay bầu? Cua bầu. Con cua khác cũng có. Ê bầy. Con cua. Trời ơi cho thiếu. Cua bầu gì hết trơn rồi. Nó xương rồi. À, nó nói giờ nói không? Nó đợi cho thiếu đi. Nó đợi cho thiếu đi. Rồi cho thiếu đi. No xương rồi. Cho đợi cho thiếu đi. Một con cá giờ hai con tôm. Ê, kia làm gì cho em nha mày. Nó đợi cho thiếu đi. Thiếu nữa. Không có thiếu. Thiếu. Không. Bún tao nãy giờ ghi thiếu. Thiếu, rồi. Thiếu, cho đợi cho thiếu đi. Thiếu hết. Thiếu bao? Mười mấy cái à. Rồi đặt con gì, đặt lại con khác đi. Đặt lại con khác đi, đặt nhiều cái, đặt lại con khác đi. Dạo đi. Dòm đi, thưa đặt con gì? Đặt con khác đi. Con tôm không? Con gà. Con gà. Con ăn. Con bầu. Cái bầu là con bầu. Rồi, đặt con gì? Bầu. Tôm. Tôm bầu cá không? Dạ, con... Ta đặt con cá luôn. Vậy là đủ qua con. Thằng đặt con à. Đặt con à. Con bầu. Con cua đi. Cua tao bị 540 ngàn. Con cua. Giống cua kìa. Con cua nào bún. Mày á, mày giống cua đó, bún. Phải đặt mấy cái. Con tài nó bao rồi. Rồi cái bún cái, bún nào? Bún vô. Bún nào vàng, bún vô con mắt lồi, con mắt cho mày. Bún cái mỏ. Rồi ngước lên chú mỏ lên. Thôi cho chơi vậy mình xin dựng video cả nhà. Nhà có hay cho mình một like, ra nhấn chuông để thông báo cho cả nhà xem cả nhà.